Mới đây, Vương Nhất Bác tiếp tục xuất hiện trên trang bìa cho tạp chí nhạc châu Á của Nhật Bản. Đây lần thứ 8 anh ấy xuất hiện trên bìa tạp chí pop châu Á của Nhật Bản. Vương Nhất Bác và các vai diễn mà anh ấy thể hiện đã liên tục chiếm giữ trang bìa của tạp chí này trong nhiều năm. Phim điện ảnh Nhiệt Liệt sẽ được công chiếu tại các rạp chiếu phim Nhật Bản vào ngày 6 tháng 9 năm 2024. Thị trường Nhật Bản có rất nhiều người hâm mộ Vương Nhất Bác. Anh ấy cũng là gương mặt sáng giá cho trang bìa của các tạp chí. Với tần suất xuất hiện liên tục trên trang bìa tạp chí pop châu Á của Nhật Bản, nó cho thấy Vương Nhất Bác ngày càng trở nên nổi tiếng với khán giả quốc tế. Anh ấy ngày càng thu hút được nhiều hâm mộ cả trong và ngoài nước. Sau khi tham dự lễ trao giải đêm phim Weibo, Vương Nhất Bác đã nhận được giải thưởng là diễn viên đột phá của năm. Nhân vật Ngụy Nhược Lai của Vương Nhất Bác đứng thứ 5 trong danh sách các nhân vật có hơn 100 triệu chủ đề trên Douyin trong tất cả các bộ phim truyền hình phát sóng năm 2024. Nó cho thấy màn trình diễn của anh chàng trong phim truyền hình Truy Phong Giả rất được yêu thích. Hiện tại tin đồn mới nhất là Vương Nhất Bác sẽ tham dự show diễn thời trang Nam Louis tại tuần lễ thời trang Paris vào ngày 22 tháng 6. Sau đó thương hiệu sẽ thông báo anh sẽ nhận được vị trí cao nhất là người phát ngôn thương hiệu toàn cầu. Như vậy, Vương Nhất Bác sẽ tiếp tục tới Paris tham gia tuần lễ thời trang. Anh chàng thực sự rất được tín nhiệm và là con cưng thời trang. Càng ngày Vương Nhất Bác ngày càng trưởng thành và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa. Vai trò của anh ấy đã trở thành hình mẫu tích cực cho thế hệ trẻ. Vương Nhất Bác mang tới năng lượng tích cực và dẫn đầu thế hệ nghệ sĩ trẻ, nỗ lực cống hiến hết mình cho sự nghiệp.